Rồi em xin chào tất cả mọi người ha. Thì ngày hôm nay em lên với cái tiêu đề để chia sẻ đến với tất cả mọi người ha về vấn đề về nụ của cái mai vàng. thì cái tiêu đề hôm nay á em đưa lên cái video hôm nay thì về cái cách mà em gọi ha là thúc nụ giai đoạn cuối là có quan trọng hay là không ha? Thì với cái cách em bình luận phân thuốc được rồi thì em cũng đã đưa ra cho mọi người tham khảo rồi ha thì về hôm nay em nói về cái tầm quan trọng của cái việc thúc nụ nó như thế nào đối với những cái cây mai của mình hiện tại nó ra sao và tại sao mà em gọi là thúc nụ mà giai đoạn cuối ha chứ không phải là <laughs> còn nữa ha tức là trong thời điểm này tức là cái giai đoạn này á là mình thúc nụ là đối với em là cho là cái giai đoạn cuối cùng trong năm ha chứ mình để để nữa thì nó sẽ rất trễ ha nó rất trễ rồi thì trước tiên thì đây này, ha em nói về là thuốc nụ thì những cái clip trước về phân thuốc em cũng đã chia sẻ rồi ha thì mọi người có thể xem lại ha cái cách thuốc nụ mà đặt rồi mà cái video em có chia sẻ lên này ha thì hôm nay em em trước tiên thì em cho người xem đây là cây mai giảo Tân Châu, thì những clip trước em cũng đã có quay rồi ha Nụ cơ bản thì nó đã ổn ha, đã ổn định, nó chưa có đủ lớn đâu, chưa lớn, chưa già đâu Thì đối với những cây mai như thế này thì em còn thúc nữa ha, em còn thúc để cho nó bự lên nữa ha Đây nhìn cái, cái ngọn ha, đây những cái phần, cái cành già ở dưới thì nó lên nụ rồi, thì em không có tính ha Nó, nó, đây nè, nó lên nụ rồi, em không tính ha và mình tính đến phần phần đọt phần ngọn ha thì cái phần ngọn nó, nó lên là tược lúc nào nó cũng không có già bằng cái 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 cành ở dưới thấp thấp ha nè mọi người xem ha nó lên đầu kim nó đã lên đầu kim ha đây là em gọi là đầu kim ha đó cái máy em nó 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 nó, nó dở quá ha đó, nó đã lên đầu kim thì đối với những cái cây như thế này <laughs> đối với những cái cây như thế này ha là cái nụ còn nhỏ cái nụ còn nhỏ mà cái đầu kim á trên nó, nó, đầu cành á nó vẫn còn đầu kim nó chưa ôm nụ được thì về việc đối với những cái cây như thế này thì mọi người nên thúc nên thúc ăn riêng bản thân em cái cây này em vẫn thúc em vẫn thúc ăn <laughs> thì cái clip em vừa rồi em cũng có chia sẻ lên á thì cũng có rất nhiều rất nhiều cũng có bình luận anh có những cái bình luận là có cần phải thúc hay là không ha thì em cũng xin nói luôn ha Đối với những cây mai Mà nụ nó còn nhỏ Nụ nó còn nhỏ ha Mà về ngoài đầu cành Cái thứ nhất đầu cành Và cái thứ hai đó Là nó mới lên đầu kim như thế này Thì mọi người nên thúc ha Nên thúc Rồi cũng có rất nhiều là anh em đã bình luận Là mình để bình thường Tết có chơi được hay là không thì em cũng xin nói luôn đối với những cây mai như vậy nụ nhỏ mà nó mới vừa tượng đầu kim tết mình vẫn có bông chơi ha vẫn có bông chơi nhưng mà ít ít ha tại vì đối với những cây mai mà mình chơi tết á thì nói chung là mình chăm dọn dẹn một năm trời cỡ khang, một năm trời cỡ khang, nói chung cực đó nhưng mà đối với những cây mai vàng thì những người đam mê yêu thích cái mặt hoa của mai vàng để mà trưng trong ngày tết thì nói chung là người ta rất thích nói chung chăm cả năm trời thời gian rất là dài nhưng mà khi đến tết xuống lá một cái ha thì cái lúc đó mình mới cảm giác gọi là sung sướng ha sung sướng thì những cái nụ như vậy thì mọi người nên thúc nè ha còn nếu mà những anh em nào mà cảm thấy mà mình thôi cứ để bình thường đi mình chơi ha thì không sao ha tại vì em đưa ra là nói chung tại vì đôi khi nhiều khi em thích cây mai quá thì cho nên em muốn cây mai của em thì tết nói chung nó nụ bông đồ nó nó được được xíu ha chứ mình nở leo que léo quét quá thì nói chung nhìn nó cũng không sung ha không sung tết nhậu cũng ngon nha <laughs> thì đối với những cây mai như thế này thì cô chú anh chị em mình có trồng tại nhà vài cây vài cây hang thì nên thúc đi hang thì thúc với cái liều lượng phân mà em đưa ra thì em đi phân lúc nào cũng để cho an toàn cho cái cây mai của mình chứ không phải là lúc nào em đưa phân ra là quá nhiều ha không quá nhiều đâu dọn dạng chỉ một thùng b cộng tới cộng lui nó chỉ phân anh ha là dọn dạng là một thùng b là hai lít nước thì chỉ dọn dạng là từ 40 mươi cho đến 50 mươi 50 năm mươi phân anh tức là hai ba loại gì đó ha thì mọi người cộng mọi người tưới gốc thì với cái liều đó thì nó là rất là an toàn cho cái cây mai ha rồi còn anh những anh em nào thì lười thốc ăn thì cứ để bình thường ha cứ để bình thường thì tết mà bông nó có nhiều thì mình cứ chơi nhiều ha thì cái vấn đề đó cũng nói chung là tùy theo cái sở thích của mọi người thôi ha còn riêng em thì những ngày mai nào bây giờ nụ lên yếu yếu thì bắt đầu em sẽ thốc ăn rồi cái đó vấn đề là cái thúc nụ ha còn cái cách mà bón phân phun thuốc gì á thì mọi người xem lại cái clip trước em để chút xíu ha chút xíu em game em game cái, cái, cái clip mà là cách thúc nụ mà giai đoạn cuối ha là ở dưới bình luận á phần bình luận phần mô tả để cho mọi người xem lại rồi xong hay xong về phần thuốc nụ rồi còn tới đến cái việc tại sao mà em cho nó là giai đoạn cuối giai đoạn cuối ha mà tại sao mà bây giờ mà em đặt cho nó em kêu em gọi nó là giai đoạn cuối thúc nụ giai đoạn cuối trong năm ha rồi thì trong cái phần mà thúc nụ giai đoạn cuối này nè thì em chia ra là nó khoảng nó có hai có cái trường hợp đi ha chia hai trường hợp thôi cho mọi người dễ hiểu cái thứ nhất và cái thứ hai là cái clip nó không có dài quá ha thì cái thứ nhất những cái cây mai mà mọi người mua uh, mua online ha tức là mua từ những cái mai tàn mà người ta xả tàn à, xả tàn ha rồi mọi người về cắt tỉa mọi người vô chậu tức là những cây mai trồng còn non tháng tức là khoảng năm sáu tháng gì đó ha Hoặc là bốn năm tháng năm sáu tháng sáu 7 tháng rồi đó. Nhưng mà mọi người vẫn muốn chơi Tết. Vẫn muốn chơi Tết ha, Thì uh, mọi người nên thúc trong giai đoạn này. Trong giai đoạn này hein? bây giờ là cuối tháng 9 rồi thì mọi người nên thúc từ cuối tháng 9 hoặc là đầu tháng 10. Chứ đừng có để trễ quá hen. Rồi tại sao mà uh, giai đoạn cuối thì em uh, kế tiếp đó là cái, cái 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 quá trình mà nó phân quá mầm hoa từ đầu kim cho đến cái nụ mà mà em cho là cái nụ mà em cho là gọi là tạm ổn tạm già ha chứ không phải là nó quá già tại vì trong thời điểm này mà đối với những cây mai mà nó chưa lên nụ á thì cho đến mà mình thúc mình thúc nó dữ lắm á, là cũng là tại vì cũng gần đến ngày lạc lá hôm nay cuối tháng 9 là đầu giờ bắt đầu tính đầu 10 đi ha tháng 10 nè tháng 11 tháng 12 thì nó còn chỉ dọn dẹn là khoảng là hai tháng mấy ba tháng nữa thôi là bắt đầu mình xuống lá rồi thì mình thúc nụ là trong thời thời điểm này bây giờ mình vô phân nụ là mình vô phân mình thúc nụ nè ha thì mình đi là một cử nè là bắt đầu cử thứ hai mình nếu mà mình thúc thì mình đi 10 ngày ha cử thứ hai nè là thấy là đầu tháng nè ha là tới là bắt đầu 10 ngày 10 nè đó và cử thứ ba là bắt đầu là tới cuối tháng nè thấy không 10 tới 20 20 phải không rồi tới cử thứ tư cử thứ tư ha là bắt đầu chuyển sang đầu tháng 11 rồi thì đến thời điểm đó trong vòng dọn dạng chỉ có một cho đến 2 tháng trong vòng 2 tháng thôi mà những cái nụ mai của mọi người mà nó còn nhỏ hoặc nó chưa lên nụ thì mọi người chỉ còn có hai tháng để mọi người tạo cho nó được một cái nụ để mà mọi người chơi tết ha chứ còn mà thì bây giờ làm còn kịp còn kịp ha nhưng mà đối với những cái nụ trong thời điểm này mà mọi người chưa có ha thì mọi người nên thúc nhưng mà bây giờ nè cho đến mà ngày lặt lá khi mà mọi người thúc đã lên nụ rồi thì những cái nụ đó em gọi hăng tạm gọi là nó chưa đủ già chưa đủ già ha cái thứ nhất là nó chưa đủ già và cái thứ hai cái thứ hai là nói chung là nó 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 còn cái nụ nó còn non hăng thì mình chơi nói chung là em tạm gọi là chơi được chơi được ha có bông chơi được chứ nó không như là những cây mai mà nó đã ôm nụ từ tháng 8 ha, bắt đầu tháng 8 ha, âm lịch nó đã ôm nụ thì những cây mai tới tháng 7 tháng 8 á, là những cái mai đó Tết nó nở mới đạt ha thì đối với những cái mai như thế này nè thời gian thời gian nói chung là không còn bao lâu nữa thì mình xuống lá thì mọi người nên tham khảo nên tham khảo thì có nên thúc hay là không hoặc là hay là để để tự nhiên đi ha để tự nhiên cũng được ha tức là Tết có nhiều mình chơi nhiều ha còn muốn bông nhiều thì xíu thì mình nên tham khảo thúc cho nó nhiều thêm để mà tết cho nó bông nó đặt thêm ha thì clip này á thì em nói luôn á tại sao là em, em 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 đặt là em kêu là cái tiêu đề mà thúc nụ giai đoạn cuối ha tại vì thời gian mình không còn dài nữa tức là còn khoảng là hai tháng thôi trong vòng 2 tháng để mà mình làm nụ cho cây mai đối với những cây mai mà nụ nhỏ hoặc là mới lên đầu kim mới lên đầu kim thôi ha thì mình nên cố gắng mình làm còn cũng có anh mọi anh bạn cũng đã bình luận ở cái nụ cái nụ cái nụ to thì có nên thúc hay không không nha không nên thúc cái nụ to, cái nụ to thì không nên thúc ha cái nụ to thì đi phân bình thường đi phân bình thường lại ha chứ đừng có nên thúc nha nếu mà những cái mai mà nụ to thì nụ to mà em tạm gọi là nụ dừa dừa cho tết ha tức là những cái nụ đó em gọi là đạt thì mọi người cứ chăm bình thường thì cứ ba số 17 bảy mọi người cộng dưỡng rễ ha cộng dưỡng rễ nhưng mà cộng ít ha thì mọi người cứ đi bình thường rồi bắt đầu chuyển sang giữa tháng 10 giữa tháng 10 thì mọi người bắt đầu mọi người vô 15 năm 20 là cộng dưỡng rễ thì lúc đó là mọi người là nuôi cái nụ cho nó bự thêm thì đối với những cây mai như vậy thì nụ nó sẽ đạt hơn nó sẽ đạt hơn ha rồi thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người ha đã theo dõi những clip em vừa qua thì em cũng xin tạm biệt tất cả mọi người ha hẹn mọi người lại clip sau